Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời Chúa Giêsu đã phán: người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta sống nhờ lời của Chúa. Giờ đây, xin tất cả quý ông bà anh chị em cùng sốt sắng để lắng nghe lời của Chúa trong Chúa Nhật thứ ba thường niên hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê, rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andre đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, giữa sóng gió của biển hồ Galilê, giữa những công việc vất vả lam lũ của nghề đánh cá, tiếng gọi của Thiên Chúa đã vang lên, tiếng gọi của tình yêu đã vang lên. Và kết quả là tiếng gọi đó đã gặp gỡ được tâm hồn của những vị tông đồ đầu tiên. Sự gặp gỡ này đã đưa đến sự đổi thay tận căn của những người chài lưới, bởi những con người này đã lắng nghe tiếng Chúa và đáp lại tiếng Chúa, đã lắng nghe tiếng Chúa và tin vào lời Ngài: ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người. Và khởi động cho sự thay đổi là một sự từ bỏ tất cả mọi sự. Các tông đồ bỏ những gì đã làm cho mình có một cuộc sống ổn định. Các tông đồ đã bỏ những gì mình đã từng nắm giữ và sở hữu. Các tông đồ bỏ cả những gì là thân yêu nhất trong đời, là gia đình, để đáp lại tiếng gọi của Chúa. Bởi các tông đồ cảm nhận và tin vào sức mạnh của lời Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, để Ngài đưa mình ra một biển khơi rộng lớn, một biển của những tâm hồn trong thế giới. Và các tông đồ tin rằng mình không chỉ dừng lại việc đánh cá và bắt cá, mà đi theo Đức Giêsu để chinh phục và bắt các linh hồn cho Thiên Chúa. Chính sức mạnh và quyền năng của lời Chúa và sức hút mãnh liệt của Giêsu đã làm nên một cuộc đột phá
nơi các tông đồ những người ngư phủ. Để rồi, những con người tầm thường này đã dấn thân theo Đức Kitô trên mọi nẻo đường, kiên trì rao giảng tin mừng của Đức Kitô bất chấp những khó khăn, ngục tù và chết chóc. Bởi những con người trải lưới đã trải nghiệm từng sóng gió của biển hồ Galilê, đã từng đủ kiên nhẫn để chờ đợi bắt cá. Tất cả những điều đó không làm chùn bước các ngài. Các ngài đã trở thành những vị tông đồ đích thực của Đức Kitô, là sứ giả của tin mừng của Đức Kitô, và đã trở thành những chứng nhân bất diệt của tình yêu Giê-xu. Lời của Chúa vẫn vang xa trong môi miệng và cuộc sống của các tông đồ. Và đã biết bao nhiêu con người đã lắng nghe được lời của Chúa, và cuộc đời cũng bắt đầu một cuộc đổi thay tận căn. Augustino là một chàng thanh niên sống trong một cuộc sống đầy những tội lỗi, sai lầm, đam mê. Thế nhưng chính trong tâm hồn của con người này vẫn có một sự gào thét nào đó, để một ngày Augustino đã nghe được tiếng lòng mình: hãy cầm lấy mà đọc, hãy cầm lấy mà đọc. Augustino cầm cuốn Kinh Thánh lên, mở ra và đọc ngay câu lời Chúa: người hãy cởi bỏ con người cũ và hãy mặc lấy con người mới là Đức Kitô. Chính khoảnh khắc gặp gỡ giữa tâm hồn và lời ngài đã tạo nên một sự đổi thay đặc biệt. Augustino đã giã từ tất cả mọi sự để sống theo tiếng gọi của Chúa, và ngài tận hưởng được một niềm hạnh phúc, một vẻ đẹp của Thiên Chúa trong tâm hồn của mình, đến mức độ ngài nuối tiếc quá khứ: Chúa ơi, con đã yêu Chúa quá muộn màng, quá muộn màng. Augustino đã trở thành một vị mục tử tốt lành, nhân lành, theo gương của Đức Giê-xu, và trở thành một vị đại thánh trong giáo hội của chúng ta. Chúng ta hướng nhìn qua một chàng thanh niên khác tên là Francisco Xavier, thông minh, nhiều khát vọng. Francisco đã theo đuổi những mục đích của trần gian và danh vọng. Thế nhưng giữa những điều đó, lời Chúa tiếp tục vang lên không ngừng: được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Và cũng lời của Chúa đã gặp được tâm hồn của Francisco và bắt đầu một cuộc đổi thay tận căn. Francisco giã từ tất cả mọi sự để hiến thân và hiến cuộc đời cho Chúa, trở thành linh mục và trở thành sứ giả của tin mừng của Đức Kitô, đi rao giảng. Và qua ngài, Thiên Chúa đã có được bao nhiêu linh hồn thuộc về Thiên Chúa, và ngài đã trở thành vị thánh quang thầy của các sứ truyền giáo. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tất cả mỗi chúng ta cũng được hạnh phúc như thế, bởi lời Chúa vẫn cứ vang lên trong từng khoảnh khắc của cuộc đời của mình, trong từng những lam lũ của mình, và kể cả trong từng những cuốn hút của đam mê. Lời Chúa không ngừng vang lên. Điều quan trọng là chúng ta phải can đảm để mở lòng lắng nghe và chấp nhận thực hiện một cuộc đổi thay. Thiên Chúa sẽ thực hiện điều này khi chúng ta chấp nhận cho ngài đảo lộn cuộc sống của mình
để Ngài sắp xếp theo cách và ý Ngài muốn. Vì thế, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói với chúng ta: đừng sợ, hãy mở cửa lòng của các bạn cho Chúa Kitô và quyền năng cứu độ của Ngài. Hãy mở biên giới của các bạn, nền kinh tế, chính trị, văn hóa và mọi lĩnh vực phát triển. Đừng sợ, Chúa Kitô biết cái gì ở trong lòng của con người, chỉ duy một mình Ngài biết. Ngày nay, rất thường khi con người không biết cái gì trong lòng họ, họ không chắc chắn về ý nghĩa cuộc đời mình. Chúng ta thấy nhiều người như thế trên các đường phố, trong các thành phố của chúng ta. Họ nhìn nàng, họ nhìn sự thay đổi bằng một cặp mắt thất vọng. Vì thế, tôi cầu nguyện, tôi xin các bạn hãy để cho Chúa Kitô nói với các bạn. Chỉ mình Ngài mới có lời ban sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những lời nói đầy hùng hồn và đầy sắc tín của Đức Giáo Hoàng Phaolô II cho chúng ta bật dậy một khát vọng lớn mạnh hơn nữa về việc gặp gỡ Thiên Chúa trong lời của Ngài. Vãi mở lòng ra và can đảm để cho lời Chúa chạm vào trái tim mình để bắt đầu thực hiện một cuộc đổi thay tận cảnh. Bởi chính Ngài, chính Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói: không có một ai đọc lời Chúa mà không gặp chính Chúa, và không có ai gặp Chúa mà đời không đổi thay. Vì thế, dù bận rộn thế nào, dù vất vả lam lũ giữa như thế nào giữa đời, chúng ta hãy dành ít phút để gặp gỡ Chúa, để nói chuyện với Ngài và lắng nghe lời Ngài bằng việc đọc Thánh Kinh mỗi ngày. Và giáo phận chúng ta có chương trình giờ kinh gia đình với lời Chúa. Các gia đình hãy cố gắng mỗi ngày nhờ ơn của Chúa. Khi màn đêm buông xuống, hãy quy tụ lại bên nhau trước nhan Chúa và cho lời của Chúa được vang lên, được công bố lên. Chính khoảnh khắc đó, lời Chúa sẽ tỏa chiếu ánh sáng của Ngài cho những tâm hồn của gia đình. Quyền năng và sức mạnh của lời Chúa sẽ sưởi ấm và chữa lành những trái tim của chúng ta. Bởi vì quyền năng của lời Chúa cho chúng ta một đời sống tự do đích thực, giải thoát chúng ta khỏi những ảo tưởng của kiêu căng và những đam mê bất chính, những chán trường của cuộc đời. Chính khi đó, gia đình sẽ ấm áp hơn, tâm hồn sẽ được cởi mở hơn, và bình an, hạnh phúc sẽ đến nhiều hơn. Vì thế, xin Chúa ban cho tất cả mỗi chúng ta có một tấm lòng khao khát yêu mến lời Chúa, khám phá lời Chúa, suy niệm lời Chúa, và mỗi ngày kiên trì gặp Chúa trong lời của Ngài. Và khi gặp Chúa, đời mình sẽ đổi thay.